Chào mừng các bạn đã trở lại với tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi. Hiện tại đang có vô số thiên thạch va chạm vào trái đất của chúng ta. Quan trọng hơn, những thiên thạch đó chính là thiên thạch Cartoon Cat. Tôi sẽ chiếu lên những hình ảnh đó cho các bạn xem. Bầu trời chuyển đỏ và xuất hiện khuôn mặt Cartoon Cat. Như hình ảnh này các bạn đang xem. Ôi ơi, vừa có một thiên thạch rớt bên cạnh tôi. Ôi không, ôi không. Trời ơi, mọi người có thấy cái gì không? Thiên thạch Cartoon Cat nó đã tấn công trái đất tụi mình rồi, bạn có thấy không Huy? Nó trời ơi, ghê quá. Bây giờ làm sao đây? Giờ làm sao đây không biết nữa. Bây giờ thiên thạch đang rơi xuống rồi, để tôi ra check xem thử cái thời sự đó có đúng không. Ôi trời ơi, đúng rồi kìa, nhìn cái mặt Cartoon Cat. Bây giờ bầu trời đã chuyển đỏ, sau đó còn xuất hiện mặt của Cartoon Cat nữa, vậy là không thể nào sai được rồi. Bây giờ chỉ còn cách là chúng ta phải xây hầm trú ẩn để đi trốn thôi Huy nó ơi. Nhanh lên. Nhưng mà Huy nó ơi, bây giờ nếu mà để làm một cái căn hầm trú ẩn, chúng ta cần có thức ăn thức uống nữa. Bây giờ kiếm những cái đó ở đâu bây giờ? Bây giờ nhà tao đi, nhà tao có thức ăn nước uống quá trời đầy đủ luôn. Ok ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi gom những thực phẩm thiết yếu để mà chúng ta có thể đem xuống dưới cái khăn hầm trú ẩn các bạn ơi. Tại vì ở dưới đó nếu mà không có thức ăn thức uống thì chúng ta sẽ bị chết mất. Ủa trời ơi, lửa quá trời luôn kìa. Nhanh lên. Bây giờ chúng ta phải đi kiếm những cái vật dụng cần thiết để chúng ta có thể đem xuống hầm trú ẩn. Mình phải lấy nước, lấy hết nước. Nước rất là quan trọng nha các bạn. Chúng ta mà không có nước là chúng ta có thể chết, chúng ta có thể thiếu đồ ăn, nhưng mà không thể thiếu nước được rồi. Có đồ ăn luôn chưa? Rồi. Ôi có nước với lại đồ ăn rồi. Bây giờ tôi nghĩ chúng ta cần có cái toilet này mày ơi. Bây giờ đập cái toilet đem xuống dưới luôn đi. Trời ơi. Trời chứ dưới đó mà không có cái toilet thì làm sao mà đi toilet. Trời ơi. Rồi được rồi, có cái toilet rồi, lấy bồn tắm luôn. Lấy tất cả những cái vật dụng mà chúng ta cần thiết đem xuống dưới đó hết luôn. Được rồi, mình sao lấy hết luôn rồi. Vậy? Trời ơi, chứ bây giờ mày để đây mày đâu có xài được đâu, đem xuống dưới đó mới xài được chứ. Được rồi, còn gì nữa không? Ui, đúng rồi. Ở dưới đó chúng ta cần đồ để mà nấu ăn nữa. Chúng ta lấy tủ lạnh xuống, lấy hết tất cả các bếp lò ở đây luôn đi. Nói như mày là tao lấy hết cái nhà tao mày. Đúng rồi, lấy hết nhà luôn rồi. Bây giờ mày lấy mấy cái đồ ở đây thì tao lên trên tao kiểm tra còn gì có thể lấy được không. Nhanh lên. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. À đúng rồi, mình nghĩ nếu mà ở dưới đó không có gì giải trí thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chán đến phát điên mất. Bởi vậy chúng ta sẽ cần lấy một cái bộ máy tính xuống để mà có thể giải trí chơi game các bạn ơi. Được rồi, để mình lấy cái bộ máy tính của Huy xuống luôn. Ok, vậy là xong rồi. Bây giờ mình xuống để xem thử thằng Huy xong chưa mọi người. Huy ơi, xong chưa vậy? Ồ, xong rồi. Sao mày không đem mấy cái lò vi sóng này lấy hết trơn luôn, trong thùng rác luôn nè trời. Ở dưới có điện đâu. Ồ, nhưng mà có đem cái này không? Ở cái này là gì? À đúng rồi, cái này chính là cái radio, thứ mà chúng ta rất là cần nếu mà chúng ta ở dưới đất, chúng ta có thể nghe ngóng được tin tức ở trên mặt đất, xem thử mọi chuyện có đang xảy ra cái gì, chúng ta lên đem nó theo các bạn ơi. Đập đi, nhanh lên, chúng ta cần lấy cái này. Đây là coi như đã chuẩn bị đủ đồ để mà chúng ta có thể ở dưới căn hầm trú ẩn của chúng ta rồi. Chống lại cái gì tao quên rồi. Chống lại Cartoon Cat. Đúng rồi, chống lại thiên thạch Cartoon Cat các bạn ơi. Bây giờ chúng ta đi bắt đầu xây hầm trú ẩn rồi nào. Thấy có gì đó không ổn, nghe tiếng gì á. Ôi, thiên thạch Cartoon Cat tới rồi. Các bạn nhìn kìa. Trời ơi, các bạn nhìn kìa. Bắt đầu xuất hiện rồi đó. Được rồi, chạy. Bây giờ qua nhà tao đi Huy Nấp ơi. Chúng ta sẽ xây căn hầm trú ẩn ngay bên cạnh nhà của tao luôn. Được rồi, tao đã cất mọi thứ vô trong cái rương của tao rồi. Bây giờ tao đã chuẩn bị sẵn một cái chỗ để chúng ta xây căn hầm trú ẩn. Bây giờ tôi sẽ mở cái này lên mọi người. Đó, tôi sẽ bận cái này lên đó, mở nó lên rồi. Bây giờ chúng ta hãy đào xuống dưới đi để tao làm cái cầu thang để mình đi lên đó Huy Nấp ơi. Đây chính là cái cầu thang để chúng ta có thể trèo xuống cũng như là trèo lên. Rồi, tôi trèo thử cho các bạn coi nha. Được rồi, đó sẽ như thế này đây. Chúng ta chỉ cần đi xuống sau đó đóng cái hầm này lại và nó sẽ tự động vặn lại, thấy không? Được rồi, bây giờ mình sẽ xuống dưới để mà cùng nhau với Huy Nấp xây được cái căn hầm trú ẩn thiệt là an toàn các bạn ơi. Được rồi, bây giờ tụi mình đang mở rộng cái khu này ra các bạn ơi, để mà đề phòng xíu nữa chúng ta phải xây dựng một cái hầm thiệt là rộng để mà có thể chứa đủ đồ của chúng ta. Cái gì mà lâu vậy? Trời ơi, thì có cái nào lẹ. Ôi, mày làm gì vậy? Nổi làm gì? Đây lâu quá. Không được, né sao lại. Ồ, thằng Huy nó đang dùng TNT để mà nó mở rộng cái này nó nhanh hơn các bạn. Ồ, ok, hợp lý. Lâu rồi mới thấy Huy nó có một cái sáng kiến thông minh á. Rồi, tao nổ thêm đi. Ok, vậy là tụi mình đã mở rộng ra được cái khu ở dưới căn hầm trú ẩn của tụi mình rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt những cái món mà hồi nãy tôi đã lấy ở nhà thằng Huy nấp ra đây rồi. Huy nấp ơi, tao để trong cái rương này nè. Được rồi, mở ra coi nào. Đó, quá trời quá đất luôn. Trước tiên tôi nghĩ chúng ta cần phải đặt những cái đồ ăn thức uống ra trước, tại vì đây chính là những cái thực phẩm thiết yếu. Trời ơi, nhưng mà có 9 chai nước với lại 5 cục cơm nắm mà không biết tụi mình có ăn đủ cho tới khi có người tới cứu tụi mình không nữa. Được rồi, bây giờ chúng ta cứ đặt tạm đi Huy nấp ơi. Tôi được kiếm một chỗ để đặt mấy cái đồ ăn này coi. Bây giờ tôi sẽ đặt đồ ăn ở dưới thì đó. 2, 3, 4, 5 ở trên kia tôi sẽ đặt nước các bạn. 9 chai nước luôn rồi. Wow, quá trời quá đất luôn. Vậy là chúng ta không lo bị chết cát rồi. Huy nấp ơi, mừng quá đây. Trời ơi, nhưng mà tao nghĩ bây giờ không đủ đâu. Kiếm tạm đi mày, kiếm đi. Trời ơi, kiếm gì lẹ quá chưa được. Bây giờ chúng ta cứ tạm vậy đi. Bây giờ cứ đặt hết đồ trong này phụ tao ra trước đây, rồi chúng ta sẽ cùng nhau lên trên kia để mà đi kiếm đoàn. Nhưng mà không biết là bây giờ trên kia nó như thế nào rồi nữa. Tôi nghe thấy những cái thiên thạch nó cứ rơi đùng đùng ở trển các bạn ơi. Đó, các bạn nghe không? Trời ơi, thiên thạch quá trời luôn. Nó sẽ sinh ra những cái con Cartoon Cat nữa, rất là nguy hiểm. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đặt những cái đồ cần thiết vô như là bồn rửa tay nè,
cái bồn tắm nè, cũng như là toilet chỗ đây nữa. Được rồi, bên này là chính là khu phòng tắm. À, được rồi. Ghê chưa? Còn cái phòng bếp. À, ok, Huy đang đặt phòng bếp rồi. Vậy là coi như chúng ta đã gần xong rồi những cái thứ rất là tiện nghi. À đúng rồi. Hồi nãy tôi nhớ tôi có lấy mấy cái máy chơi game đó. Ôi sao không có gì hết trơn vậy đâu có kêu rồi. À mày giữ à. Trời ơi, tính ra cái này là đủ của mày luôn á Huy đáp ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ đặt. Để tôi đem xuống chúng ta cùng nhau giải trí ở dưới này đỡ buồn chứ sao. Đúng rồi các bạn. Được rồi, xong rồi. Vậy là chúng ta đã có nơi để giải trí rồi. Còn bên này thì tôi sẽ làm một cái giường đôi đó. Một okay, cái trên này. Xong hết rồi nè. Từ từ để tao xây đang xây cái giường sắp xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm chỗ ngủ cho mình và Huy núp cầu ơi, tại vì chúng ta cần phải ngủ để chúng ta lấy lại sức nữa. Ê, sẽ là phòng ngủ của tụi mình để coi Huy núp xong cái gì. Ôi, mày xong chưa? Xong chưa? Mày trời ơi, còn... tao làm xong hết rồi đó. Còn chỗ này còn mày chưa lắp này... trời ơi. Coi như tụi mình đã xong rồi các bạn ơi. Wow, tính ra cái căn hầm trú ẩn của mình cũng không tệ chứ đúng không Huy núp? Trời ơi, gì nó cũng xịn và đầy đủ tiện nghi. Bên này còn có lò sưởi nữa. Nhưng mà bây giờ mới tới lúc quan trọng nè. Vậy bây giờ mình phải làm gì vậy? Mày bình tĩnh, tao biết mày đang rất là tò mò. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm những cái thứ an toàn để mà đề phòng những con cà tôn cát lỡ nó có thể tấn công được xuống cái tầng hầm của mình. Chúng ta cần làm những cái tầng và những cái tầng đó mình sẽ đặt thiết là nhiều bẫy. Thì nếu các bạn chưa hiểu đâu, bây giờ mình sẽ lên làm cho các bạn coi nè. Được rồi, nhanh lên, đi lên trên thôi. Thì đây chính là tầng đầu tiên của mình. Mình sẽ xây dựng những cái bẫy ở trên đây. Nếu mà con cà tôn cát nó có tấn công nó đi từ đây thì nó muốn xuống được cái tầng ở dưới này thì tụi nó phải đi từ đây, sau đó vượt qua được cái cánh cửa bên này. Nhưng mà để mà vượt qua được thì rất là khó, tại vì tụi mình sẽ xây thiệt là nhiều bẫy. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vô làm luôn. Okay. Để các bạn không có chờ đợi nữa nha. Và cái bẫy đầu tiên tôi sẽ làm đó chính là cái bẫy bắn cung các bạn ơi. Tôi sẽ bỏ thiệt là nhiều mũi tên ở trong này. Sau đó nếu mà con cạch tôi cách đi qua, chúng ta chỉ cần bấm cái nút ở đây một cái thì những cái máy bắn cung ở bên này nó sẽ bắn ra thiệt là nhiều mũi tên để mà tấn công những cái con cạch tôi cách đó. Ok, xong rồi, bây giờ mình sẽ thử test cho các bạn coi nha. Chỉ cần chúng ta bấm cái nút này một cái. Ôi da, đó là mũi tên nó sẽ bắn ra. Xịn không? Xịn không? Huy nấp khoái liền. À, đó, nhưng mà xíu nữa mình sẽ sử dụng một cái kính gọi là kính một chiều. Tại vì nếu mà ở như này thì những cái con cạch tôi cách nó sẽ tấn công mình. Bởi vậy mình sẽ lắp những cái kính một chiều ở đây để mà khi tụi con cạch tôi cách đi từ đây vô, tụi nó sẽ nhìn bên này để thấy là những cái cục đá bình thường, nhưng mà mình đứng ở trong rào mình sẽ thấy tụi nó một cách thiệt là dễ dàng thôi. Đây chính là những cái kính một chiều mà mình nói với các bạn đây. À, mình có thể nhìn ra ngoài thằng Huy nấp một cách dễ dàng nhưng mà nó sẽ không thấy được mình đâu. Ví dụ mình bắn mũi tên đây à. Gì vậy? Nó bắn nè. À, những cái kính một chiều nó sẽ chặn lại. Ôi, sao mày thấy tao được? Tao ở bên trong cái mặt đá này rồi, để mình bay ra cho các bạn coi nha. Đây, đây thì chính là cái góc nhìn của người đứng ở đằng sau cái kính đó. Đó, nó sẽ không thấy mình. Rồi, mày thấy tao đúng không? Mày đâu vậy? Hello. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xây dựng những cái bẫy. Ây da, cái gì vậy? Ồ, đây chính là cái bẫy mà Huy nó làm các bạn ơi. Để mà phòng giống như con cà tôn cát thì nó sẽ làm những cái đe kia rớt trên trời kia xuống. Ok, hiểu rồi. Ok các bạn ơi, vậy là mình đã xong cái tầng đầu tiên và ok, mình sẽ review cho các bạn thấy những cái bẫy tụi mình đã xây ở đây cho các bạn coi nha. Cái bẫy đầu tiên thì nó chính là bẫy mũi tên như hồi nãy mình đã cho các bạn coi là bấm một cái thì mũi tên sẽ bắn ra. Và bẫy thứ hai chính là bẫy của Huy nấp làm đúng không? Mà bấm thử coi Huy. Vậy nè. Wow, bấm một cái thì những cái đe trên trời nó sẽ rớt xuống và đập vào đầu những con cạch tụt cát. Và bẫy cuối cùng chính là bẫy của mình cùng với Huy Núp cùng nhau sáng tạo ra. Các bạn nhìn nè, 1, 2, 3 bấm nha. 1, 2, 3. Thấy chưa? Đó, nó xuất hiện những cái rìu ra đó. Sau đó nó sẽ chặt những cái con cạch tụt cát chết mất tiêu luôn. Nó sẽ đánh một hồi rồi nó sẽ biến mất đó. Các bạn đợi một xíu thì nó sẽ biến mất. Sau đó mình sẽ phải bấm lại để mà xuất hiện lại cái rìu đó nè, biến mất rồi. Bây giờ mình bấm lại thứ cái nữa nha. Thấy chưa? Đó, rìu lại xuất hiện rồi. Wow. Thì đố cho các bạn biết làm sao thì những cái con cạch tụt cát có thể qua được. Ôi, tí gì vậy? Hình như tụi nó bắt đầu tấn công vô cái căn hầm bí mật của chúng ta rồi nó bay. Ôi, tụi nó bắt đầu vô rồi kìa. Ôi, nó bắt đầu tiến tới kìa. Ôi rồi, bắn mũi tên nè con. À, như đây chính là những cái bẫy của mình mà mình đó chính là con cà tui cát nó đang tấn công cái nhà của chúng ta. Bắn nghe lên. Mày á con. Trời ơi, những cái mũi tên này sao nó chưa chết vậy? Mày á con. Ôi, chết đi. Rồi, nó dài quá rồi. Mày ơi, chết đi. Trời ơi, nó vượt qua được cái thử thách này rồi. Ôi, tới Huy đáp. À, hai con đã chết rồi. Như bà con hai con này nó đã vượt qua. Ok. Mày á con. Một con nữa chết rồi. Cho tao bấm nha. Mày á con. Yeah. Bốn con cà tôn cát đầu tiên đã bị tụi mình tiêu diệt vô cùng dễ các bạn ơi. Chỉ cần với hai cái bẫy đầu tiên, không cần cái bẫy cuối cùng luôn. Tụi nó đã bị rớt nai rồi. Đúng là bẫy tao xịn. Trời ơi, bẫy tao cũng xịn chứ bộ. Bẫy hai chúng ta đều xịn. Trời ơi, quá xịn. Okay. Để mày. Wow, nghe tí vậy, tụi nó chuẩn bị tấn công tiếp rồi các bạn ơi. À, nó lại tới rồi kìa, đó. Tụi nó bắt đầu đi qua. Mũi tên này con, cho mày này con. Mày vô hả? Mày dắt vô căn hầm của tao hả con? Ủa, tụi nó vẫn đang vô kìa các bạn ơi. Mũi tên của mình không có hề hấn gì với nó nữa vậy. Huy Núp dùng cái kia đây. Chắc là bên này không được rồi. Được rồi. Mình phải dùng tới cái bẫy này thôi. Mình nghĩ nó sẽ qua được cái bẫy này mất. Nó chết rồi. Để tao bẫy thứ hai thôi. Mày bắn cung đi. Chết rồi, nó đi qua hết cái chỗ cung rồi. Mày hả con? Ơi chết rồi, không được rồi. Mày à, để tao thử cái bẫy thứ ba coi. Tôi nghĩ cái bẫy thứ ba nó sẽ có hoạt động này. Bấm cái nút cái rìu nè. À,
chặt à, vẫn còn một con cái rìu, chặt đây. À mày bay hả con? Trời ơi, cái rìu của tụi mình quá xịn luôn các bạn ơi, không ngờ luôn đó. Bây giờ tôi nghĩ tụi nó đã đi được tới gần cái bẫy này luôn rồi. Ôi ơi, sao vẫn còn tiếng gì vậy? Trời ơi, không lẽ tụi nó lại tấn công nữa sao? Chết rồi, lại còn một con. Trời ơi, hồi nãy ra sót một con các bạn. À không sao, một con này mình tự tin mình có thể giết được nó. À mũi tên nè, bắn đi. Ôi ơi, chết rồi, nó vượt qua được cái mũi tên rồi. Được rồi, mày bấm đi, mày bấm cái này đập vô đầu này nè con. Hãy đập vô cái này. Sợ mày nè con. Ôi nó không chết, nó vẫn chưa chết. Trời con này trâu quá vậy. Trời, cái con cạch tung cát, các bạn nhìn cái mặt nó kiểu lúc nào nó cũng cười tươi. Bây giờ nó vượt qua cái rìu rồi đúng không? Bây giờ tới là cái rìu này, tôi bấm cái rìu này. Ấy cha, à chặt chặt. Ôi sao nó không chết vậy nó? Ôi chết rồi. Ôi không, nó đi vô được rồi kìa. Chết rồi không? Ôi đi vô được bên trong. Bây giờ mình phải xuống dưới mình làm cái bẫy khác thôi. Nhanh lên. Xuống, nó xuống tầng thứ hai của tôi rồi. Chết rồi. Ôi nó kìa, nó qua được rồi kìa. Bắt đầu đi tới cái tầng tiếp theo rồi. Mình đã có sẵn một cái bẫy này. Ta sẽ bật bẫy lên. Hay cha, chết đi. Ôi nó chưa chết kìa. Mày chết đi. Chết rồi, nó không chết vậy. Rồi chết đi. Ôi nó chết rồi kìa. Nhưng mà quan trọng là tụi nó đã vượt qua được cái bẫy này. Trời ơi, mình mới làm cái bẫy này hơn là mình chưa làm cái bẫy bên này, là nó qua được bên này là mình chết chắc luôn. Mình mất cái hầm trú ẩn luôn á. Vậy thì bây giờ tao phân công cho mày nè. Bây giờ mày làm bẫy bên kia để tao xuống dưới. Biết đâu tao phải làm thêm mấy cái bẫy ở dưới nữa để phòng nó đi xuống dưới được cái tầng thứ ba thì sao? Đã hiểu. Bây giờ xuống đi. Có nhiệm vụ hết rồi nha. Bây giờ chúng ta làm công việc của mình thôi nào. Được rồi, và cái bẫy tiếp theo ở đây mình sẽ dùng những cái thùng này. Các bạn thấy những cái thùng nào, mình sẽ làm sao cho nó lăn từ bên này qua bên kia và tông chết mấy con cạch tuôn cát lô để mình ví dụ thử cho các bạn coi nha. Ok, mình vừa làm xong rồi các bạn ơi. Đây chính là cái bẫy của mình đây. Mình sẽ bấm thử cho các bạn coi. Đó, chỉ cần bấm một cái thì sẽ xuất hiện 6 cái thùng và nó sẽ lăn từ phía bên này qua bên kia và sẽ tông chết cái con cạch tuôn cát lô. Bây giờ mình sẽ thử trên một con gì đó. Mình thử Huy coi. Huy Nấp ơi, lại đây tao nhờ xíu Huy Nấp ơi. Cái gì đây? Lại đây tao có chuyện nhờ mày. Bây giờ mày vô mày đứng đây thử coi để mày đỡ mấy cái thùng, mày bắt mấy cái thùng giùm tao coi. Qua bên này. 1 2 3. Quay ra. Ôi chết quẹo luôn. Đó các bạn thấy cái tác dụng của cái thùng này chơi được rồi. Còn bây giờ mình sẽ làm cái quát cái bẫy tiếp theo. Đây rồi. Bên này thì mình đã trang bị cho mình những cái bẫy vô cùng xịn, đó chính là bẫy khẩu pháo. Đó, mình sẽ đặt ở đây 5 khẩu pháo luôn. Chỉ cần chúng ta bấm cái nút này một cái thì những cái khẩu pháo này nó sẽ hoạt động ấy. Bùm. Đó, các bạn thấy chưa? Bấm lại rồi. Đó, thì những cái con cạch tuôn cát đi qua sẽ bị những cái súng này bắn chết queo luôn. Trời ơi, cái súng gì mà hả, mạnh quá trời quá đất luôn. Xong chưa Huy Nấp ơi, cái bẫy mày sao? Ồ, xong rồi. Đâu cái bẫy này nó hoạt động như thế nào, mày cho tao coi coi. Wow! Chỉ cần bấm một cái là liệu nó xịt ra như vậy đó hả? Với những cái bẫy này, tao nghĩ nó có thể an toàn để mà chống lại những con cạch tuôn cát nó chuẩn bị tấn công của mình rồi đó Huy Nấp ơi. Bởi vậy, ôi trời, nghe cái gì đâu Huy Nấp? Trời ơi, hình như ở trên tụi nó lại bắt đầu tấn công rồi. Trời ơi, leo lên. Trời ơi, không lẽ những con cạch cho nó chuẩn bị tới nữa hay sao? Ôi coi chừng đó mày, nó sẽ tới trong giây lát luôn đó. Ôi tụi nó tấn công thiệt rồi kìa. Năm con được rồi, bắt đầu sử dụng cái bẫy của mình đi Huy Nấp. Được rồi, bấm nè con chết đi. Lần này có vẻ tụi nó trâu hơn lần trước rất là nhiều luôn. Ôi không có tác dụng gì mấy với cái mũi tên này đâu. Ôi mày nè con, bấm bên đây luôn. Ok, bấm bên này, mày bấm bên kia đi, mày bấm bên kia đi. Mày mất luôn nè. Ok, chết rồi, những cái da này không có tác dụng. Ôi một con chết rồi, cố lên. 3 con này nữa thôi, cố lên. Ôi chết rồi, con kia nó qua được rồi. Chết rồi, không ổn Huy Nấp ơi. Chạy xuống dưới. Trời ơi, phải xuống dưới rồi, nó vượt qua được cái tầng đầu tiên rồi các bạn ơi. Rồi xong rồi, nó bắt đầu qua rồi. Hai con đầu tiên đã qua. Mày dính gai đi, mày dính gai cho tao. Ơi chết rồi, những cái bẫy gai này sao không có tác dụng gì lắm vậy? Mày chết đi. Phun lửa của tao. Ok, ok. Tin cái phun lửa của Huy Nấp có tác dụng các bạn ơi. Được rồi, phun lửa đi. Bấm này con, cháy đi, cháy như bị da luôn. Trời ơi, sao nó không chết vậy? Trời ơi, không lẽ. Rồi sao? Ôi nó chết chưa. Rồi xong nó đi xuống được tầng thứ 3 luôn rồi. Xuống dưới. Nó chết rồi. Cùng, nó trời ơi, hết hồn luôn. Cứ tưởng là nó đi xuống được tầng thứ 3 làm mình hết rồi. Ở chết rồi, bây giờ như vẫn còn vài con ở trên. Bây giờ mình lên tầng 1 coi lại coi. Ôi nó kìa, bên này trên này vẫn còn một con các bạn. Bấm nhập. Mày điều tặng mày đâu, bạc mày đâu. À đi luôn hả? Cà tuôn cá chết rồi các bạn ơi. Đúng là cái bẫy của tụi mình quá là xịn mà. Ôi cái gì vậy? Trời ơi, lần này chính là những con cạch tuôn cát siêu bự luôn các bạn ơi. Quên. Trời ơi, nó bự quá mà mình quên bấm luôn mấy bạn ơi. Bấm mày tấn công ai? Mình bấm cái nó bị kẹt rồi. Ôi chết rồi, một con đã vượt qua rồi. Ôi chết rồi. Dùng cái dây. Mày nè con. Chết rồi, mấy con này nó cao mày quá nên những cái dây nó không có sát thương mấy với tụi nó. Nhìn cái mặt lúc nào nó cũng cười tươi hết. Ôi mấy con này đã bị mũi tên kẹt vô trong tường rồi. May quá cái mũi tên ghim nó vô tường luôn các bạn ơi. Ôi tụi nó bắt đầu qua được kìa. Bấm. À một con chết rồi, một con
nha. Ôi sao con này nó không chết? Rồi xong, con này nó đã đi vô được rồi. Bây giờ xuống tầng 2 của tao, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ôi nó qua được rồi kia. Bây giờ mình bấm nút này. Gai này, gai này, gai xuất hiện đi. Gai xuất hiện đi. Xử nó này, xử nó này. Chết rồi, những cái gai nó không hề hơn cái đó. Bây giờ phải dùng bẫy của thằng Huy à. Đốt nó đây, đốt mấy con cá tui cắt này đây. Đốt mèo, đốt mèo, đốt mèo. Tôi nghĩ lần này nó có thể vượt qua được cái tầng 2 này mà đi xuống dưới tầng 3 của tôi luôn quá. Trời ơi nó đang qua kìa, nó đang qua kìa. Cháy thêm nữa Huy ơi, nhanh lên. Cháy như pizza mà. Trời ơi, cháy cái gì? Rồi xong, nó đã đi vô được rồi các bạn ơi. Chạy thì tụi ta mình phải xuống ra chứ. Huy đâu? Xuống đây nhanh lên. Được rồi, chạy xuống, chạy xuống, chạy xuống, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ôi, nó bắt đầu qua được tầng tiếp theo rồi. Ôi, nó chuẩn bị qua rồi, mình sẽ chuẩn bị rồi bấm cái nút ở đây. Ôi, nó qua rồi kìa. Ôi trời, nó dẫn qua hai con luôn. Bấm cái thùng này. Mày này con, cái thùng cán vô cái chân ấy. Què giò nó ơi, sao nó không què giò chứ? Chạy gãy giò đi mày. Ờ, nó không té luôn. Trời ơi. Cái thùng của tôi. Quá là xịn, quá là xịn. Nó lăn vô cái chân của con cà chua chết chết què luôn. Được rồi, được rồi. Bây giờ mình lên trên mình coi thử còn những cái con nào khác nữa không. Ôi lên, lên, lên tầng 2 xem thử. Ôi trời ơi, nghe tiếng gì vậy? Ôi, ôi tôi nghe có vẻ không ổn rồi. Hình như một con cartoon cá siêu bự. Mày 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 mày. Ôi trời ơi, cái con này nó cao tới mức nó bự tới mức mà cái đầu nó đút dính cái lỗ tai lên trên tường luôn. Trời ơi, có nó bự quá vậy. Bấm bấm này, bấm này. Ôi nó đang bị kẹt, nó đang bị kẹt. Mày á con, mày không thể vượt qua. Rồi xong nó qua được rồi. Ôi bật qua, bấm bấm cháy 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 lên, cháy lên, cháy lên nè. Cháy đi mày con mèo. Ủa nó đang bị cháy, nó xoay xoay rồi. Đang bị xoay rồi, nó đang bị xoay rồi. Ôi nó đang qua rồi, cháy nè mày con, cháy nè, cháy nè, cháy nè, cháy nè, cháy nè, cháy nè. Chết rồi, nó qua gần tới rồi. Trời vậy này chắc chắn nó sẽ xuống được cái tầng 3 của tôi. Bây giờ tôi xuống trước đây mọi người ơi. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, chuẩn bị những cái thùng của tôi, nó sẽ lăn chết cái con cá tôi cái. Ơi nó đi vô được rồi kìa, nó chuẩn bị qua rồi kìa các bạn ơi. Chuẩn bị chưa những cái thùng đây? Mày ơi, lăn cái thùng này. Ơi lăn hụt rồi, lăn hụt rồi. Dính vô cái chân này, dính vô cái giò này, dính vô cái giò này. Mày mày chết ơi, những cái thùng này không thể lăn cái giò nó rồi. Vậy là mình phải sử dụng vũ khí bí mật cuối cùng của mình rồi mà các bạn ơi, đó chính là những cái khẩu pháo đây. Nó chuẩn bị đi qua kìa. Ôi trời ơi đi vô, bắn súng, bắn súng. Mày mày chết đi, mày chết đi. Trời ơi trời, chết đi chết đi, sao nó chưa chết vậy? Trời ơi nó trâu quá các bạn ơi. Chết rồi, nó không chết rồi. Chết đi, chết đi, chết đi, chết rồi. Oh my god, nó vừa chết đúng cái lúc nó đi vô cái cửa cuối cùng luôn các bạn ơi. Vậy là tụi mình đã tiêu diệt hết những con cartoon cá rồi. Bây giờ để lên chắc xem thử còn con nào nữa không Huy ơi. Ôi tầng này hết trơn rồi, để lên trên kia. Ôi trên này cũng không có con nào hết, để lên trên kia. Ôi vậy là hết rồi. Bây giờ chúng ta đã yên tâm có thể ở dưới này một cách an toàn rồi, vì bẫy của chúng ta đã có thể chiến thắng tụi nó. Bây giờ chúng ta phải chỉ việc sinh tồn trong này thôi và ăn uống qua ngày, chờ người tới cứu thôi các bạn ơi. Nhanh lên nhanh lên. Ôi đói bụng quá, uống miếng nước coi. Ấy da, lấy chai nước uống cái. Trời để cao quá. Rồi uống miếng nước. Nhầm nhầm nhầm. Trời ơi công nhận là sống dưới hầm khổ quá các bạn ơi. Suốt ngày phải sống trong lo lắng. Rồi đi ngủ đi, tụi mình cùng nhau đi ngủ rồi. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai nha. Thôi đi ngủ nào. Thôi ngủ thôi. Đã 3 tháng trôi qua rồi các bạn ơi. Tụi mình vẫn chưa có tin tức gì ở trên kia hết trơn. Thức ăn, thức uống của mình cũng đã hết rồi. Chỗ ăn, chỗ ngủ của mình, cái chỗ này cũng đã bị đóng rêu phong rồi. Mạng nhện từ lứa Huy ơi. Không lẽ bây giờ ai để mình ở dưới này chết suốt đời sao Huy Nấp ơi? Phải đi lên, phải đi lên tôi. Đúng rồi, mình nghĩ bây giờ chúng ta chỉ còn cách là đi lên trên kia để mà kiếm thức ăn, sau đó xuống lại đây. Chúng ta còn may ra chúng ta sống được chứ bây giờ hết nước, hết thức ăn hết trơn rồi. Nhưng mà bây giờ muốn đi lên trên kia chúng ta phải có đồ bảo hộ Huy Nấp ơi. Được rồi các bạn ơi, tụi mình đã mặc đồ bảo hộ rồi. Mặc dù đây chỉ là những cái đồ rất là bình thường như là áo lưới, áo mưa thôi, nhưng mà không sao, tụi mình chỉ còn những cái đồ này thôi các bạn ơi. Quá là nghèo rồi. Bây giờ mình chỉ còn cách là đi lên trên mặt đất xem thử trên đó bây giờ như thế nào thôi, chứ ở dưới này hoài tụi mình cũng chết à. Có lẽ là tôi thấy rất là có hy vọng là bầu trời nó đã không còn đỏ nữa, nhưng mà không biết nó còn cartoon cát không. Được rồi, bây giờ để tôi mở cái này lên coi. Cố lên, cố lên. Rồi lên 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 nhanh lên Huy ơi. Cố lên, cố lên. Đóng lại. Ôi hình như là hết rồi hay sao á. Nhìn mặt trời nó đã trở lại bình thường rồi. Nó không còn là cartoon cat nữa các bạn ơi. Từ từ đi đi thăm qua cái ngôi làng xem thử coi, xem thử có cái dấu vết gì của cartoon cat còn lại không. Wow, chúng ta đã thành công khi mà ở dưới đó rồi các bạn. Chắc cartoon cat nó đã bị giết hết trơn rồi. Vui quá trời luôn. Vậy là chúng ta không cần mặc ba cái đồ này nữa. Vứt hết đi, vứt hết đi. Trời ơi tôi vui quá các bạn ơi. Trời ơi vui quá đúng không mèo. Ôi, trời ơi có mèo dễ thương như nè. Ôi nó có dễ thương không ta? Hình như tôi thấy có gì đó không ổn các bạn ơi. Cartoon cat đã trở lại rồi. Chuyện này là sao vậy? Rõ ràng là hết rồi mà. Trời đất ơi. Ôi nó xuống kìa. Ôi không. Ok thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn thích video này, quên để lại cho tôi một like, một subscribe, cũng như cho mọi người trong sinh tố tim nha. Ơi những cái tiếng cạch cạch tôi cạch nó lại rơi rồi. Tôi tưởng hết rồi mà. Bye bye. Bye bye.